好的，你就跑啊！哎，慢点，慢点。đi đi vào đây có còn đấy anh có thấy là gì rốt hết thôi trong này mới nhiều cỏ ngon đây đây rốt lắm này ui mọi người thấy nó bảo vệ cái bể cá của nó ăn không có ba con cá mà đây rốt rốt trong này cỏ nhiều này xuống đây bắt cá coi ăn đi đi đây coi không? Nhảy xuống. Wow. Rồi. Chắc là nó chưa đi ăn cỗ về mọi người ạ. À. Và nhà nó xem kiếm cái để chén nhé mọi người nhé. Hôm nào mình nhất định sẽ thịt một con cá coi này để om dưa. Đi. Đi. Tranh thủ dẫn pet mới của mình đi thăm thú nhà báo đệ luôn đây. Đấy, đừng có ăn cái cỏ lá khô đấy, không tốt đâu. Đấy, đây là nhà báo đệ nha, mai kia cứ đói thì cứ lên đây. À, đây, đây, đây. Kiếm cái gì đấy cho nó ăn, chứ dê của mình cũng hơi đói rồi. Wow, mở ra cái là thấy mùi thơm rồi. À, mình nhớ rồi. Vừa mới mồng 1 trên nhà nó rất là nhiều hoa quả. Dứa này. Mày ăn gì? Đây có cả ngô này. Uầy, mình kết nhất là ăn dưa hấu mát thử lại. À, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống ăn thử thế. À. Là dưa hấu kiểu bắt giới đi đi bắt giới cũng không wow đây này đây đây ngồi xuống ăn ra ngoài đấy của tao tao ăn bên đây và ăn bên đây chứ nó ăn dưa hấu chắc là tìm cái khác của nó ăn được ăn dưa chua đâu ăn dưa đây con này chê rồi phải làm ăn riêng ăn được ăn được ăn được đấy ăn đi còn tí gì ăn được không ừ, nóng quá một lúc thế này ra cho mát anh em ngồi đây để thưởng điều hòa luôn có cái gì nữa đấy mỡ ăn đây
Vâng. Mình thích nhất là ăn dưa hấu mùa hè và dưa hấu để trong tủ lạnh. Và điều hòa mà. Ra đây. Ra đây được điều hòa mát luôn lắm. Đây. Đây ngồi điều hòa mát nằm xuống. Nằm xuống đây. Con này nó không nghe, nó không tha thiết ăn hay sao ấy. Để tao kiếm được cái gì khác. Ăn thịt đấy. Đúng rồi. Đây cũng được, không muốn nước ngọt cũng được. Nước ngọt á. À đâu, không phải. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cái món là sở trường của dê của mình. Sữa. Còn dùng sữa ông thọ hết. Đến trong chai này. Nào. Nằm xuống. Đấy. Đấy. Đúng món sở trường có vẻ khác. Con này là của mình thì nó lớn rồi nhưng mà nó vẫn cứ thích ăn sữa. Mát rồi. Mùa hè ngồi để mát. Ngày trước nhà mình chưa có điều hòa, mình chưa ra mở tủ lạnh đâu. Để ngồi cho nó mát. Ngon không? Ngon. Cứ lúc nào đói chạy lên đây chút. Ừ, nó còn luyện cho nó. Lúc nào đói chạy lên nhà nó đến chơi. Đi đi ăn xin. À chơi. Không được. Mày không thể lên chỗ những cái chỗ nguy hiểm như này được. Mọi người biết sao? Nhà may mà mình sang bên nhà này đấy. Nhà máu đệ ở bên nhà cũ ngay bên kia là có một đàn cổ săn. Cái bọn đấy không chơi được. Nó gặp dê là nó tắn chết đấy. Mình chỉ còn lên đây, chết tỏi. Ngọt quá. Ăn chưa? Đây mà gặp chó săn phải chạy thật nhanh rồi nhá. Đừng có tưởng, tại vì nó ở cùng chó nhà mình từ nhỏ. Thế nên là nó thấy chó là nó lại mừng. Nhưng mà chó săn thấy nó thì sẽ thay coi như là một con mồi. Nên là rất là nguy hiểm. Nếu mà nó mà sợ nó không biết chạy thì may ra mà thoát được chứ. Tại sao lại liếm lát cho chó săn nhìn. Gọi là tìm vật cực tử. Không được, nó quá. Còn gì ăn được không này? Chuột thì mình không thích được. Đi, tao sẽ cho mày đi thăm nhà máu đệ một vòng nhá. Đi. Đấy. Đây là chỗ đi vệ sinh. Đấy, đi nào. Nhảy lên. Nhảy lên. Không phải nước uống sâu. Đi sang đây. Bên này. Tao xem có gì khác không em mà lâu ngày. Vẫn thế. Đi 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 ra đi ra đi ra. Đi ra. Ở đây. Phòng này phòng ngủ cho khách không có gì. Vẫn thế. Lâu lâu ngày mình không lên. Nani? Chết cha rồi. Đây thằng kia nó về nó giết mình. Sao mình cứ chỗ nào sạch mình ở đây. Tôi dạy mình vừa đi vào nhà vệ sinh bên đây. Đây, nhà vệ sinh đây.
con này còn chưa biết đi xin đến chỗ. Đây, vào đây cho nó phòng hóa đi. Xem nhá. Đấy, thấy chưa? Vẫn thế, thằng này nó lười quá từ trước, cũng chả chịu mua sắm gì đây. Đồ chơi này. Đấy. Đây là chơi. Có thử năm thử dương ô tô không? Đây. Đây đây. Em chưa? Quả dương này là dương của Mao Đệ. Mình hôm mình mua cho Mao Đệ từ trong Tết cũng khá là lâu rồi. Đấy, hôm nay sẽ cho cưng của Vô tình tôi bị thằng bạn thân đâm phía sau. Bao năm anh em hôm nay đã không còn. Đi 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 nhanh nhanh nhanh. Đi nhanh lên nó quay được. Đi. Anh đang làm gì đấy? Thì giờ vậy ạ? Nhớ. Nhớ cho mày mà. Nhớ đi làm á? Ờ. Ai cho anh rồi? Tao xin miếng về cho tao giảm về tao. Ơ. Đấy. Tôi tao về đây. Ơ. Đấy cứ về đi. Tao định lên rủ mày đi chơi. Tôi tao định lên rủ mày đi chơi. Không không không. Lá đồng bằng chim. Không không không. Về đây. Đi đi. Thế nào ấy nhỉ? Ở đây không đi à? À, hôm nay như kiểu dở ấy nhỉ? Đi thấy cái này chạy mất đi luôn này. Oh, my God.
Không.